Hello anh em. Nay mình thả bơm hòa tiền 3 HP. Bọn xé má. Bơm 3 HP nha, chỉ dưỡng mới khoan nha, mới khoan hôm qua xong luôn á. Đây con bơm 3 ngừa này. Bơm này thì mình sẽ chọn cái tầng cấn là 6 620. Mọi người chọn bơm hòa tiền thì phải để ý cái này nha. Cấn của mình đang xài là cấn 620, tức là dày 6 ly mà 20 cấn. Đúng không? Thì cái này nó sẽ chuyên về đẩy cao hơn và cái lưu lượng nước nó sẽ ít hơn. Còn những cấn như là cấn 8 này, cấn 10, cấn 12 này. Chưa? Thì nó sẽ lưu lượng lớn, nước nó càng nhiều, nhưng mà bù lại thì nó lại bị đẩy thả cạn, không thể nào thả sâu được. Đó. Cái tròn của mình ở đây mình lấy 620 thì độ sâu của nó mà thả mắt luôn á là được 102 m nhá. 42. Đây là vườn nho, đây cái giếng hôm qua hôm kia mình thả bên kia kìa ha. Đó ở chỗ này này. Đó, đây hôm qua hôm kia là thả ở đó nha. Bữa nay lại làm cái giếng mới, nay không cầm theo máy quay, cầm điện thoại quay nó hơi lắc. Bây giờ vậy thôi, cá thì 100 m. Với điện cũng 100 m, tại vì giếng khoan này mới khoan, khoan 100 m luôn. Ok anh em nha, cũng bơm xuống cái hồ này nha, để xài. Và ngoài ra thì mình còn cấp thêm cái tủ điện để điều khiển từ xa ở đây, để đóng mở van từ, van đồ nha. Cái này thì xài áp này, điều khiển từ xa này, để mình điều chỉnh á. Đây thì là máy bơm này, van từ 1, van từ 2 này, van từ số 3 này, đúng không? Nó sẽ chia ra như vậy á. Ok mọi người, CV trong dịch nha. Ok anh em. Bây giờ mình làm thôi, mình làm rồi mình thả, mình quay từ từ thôi chứ quay điện thoại nó lắc quá. Đây, hồng của nó sẽ là hồng 49 nha, hồng bơm này là hồng 49 nha mọi người. Mình sẽ nói sơ về cái độ sâu tính lít của nó này. Nếu mình thả ở độ sâu là 123 m á, thì 1 phút nó bơm được 6, thì 6 nó 1 phút nó sẽ bơm được 60 lít ha. Còn ở độ sâu 90 m á, thì 1 phút nó bơm được 100 lít. Còn ở độ sâu 72 m á, thì 1 phút được 120 lít. Cấn 620 gọi là cấn 6 nha, nhưng nó 20 từng cấn, gọi là 20 cái được không? 20 cấn ha. Còn cái guồng bơm, cái guồng quạt thì như vậy, còn guồng bơm thì nó như nhau nha. Mình chọn công suất nào thì công suất đó thôi, chứ nó không có thay đổi gì. 2 HP thì 2 HP, mà 3 HP là 3 HP thôi. Cái lưu lượng nước nó tùy thuộc vào cái từng cấn nữa, tại vì ở đây là giếng đá cho nên không thể nào mà lấy lưu lượng được. Lấy lưu lượng là thứ nhất là nó sẽ không có giếng cấp không có đủ nước. Cái thứ hai nữa là ở đây thả sâu cho nên mình chọn cái cấn này ha, nó phù hợp như vậy và không có băng keo nước. À đây băng keo nước, sorry, và kẻ tay này. Nó phải cả đứt, nó phải cả ngay rồi này. Đúng rồi. Nó này ăn bỡ tất cái đó. Năm bữa sò phạt tỉnh tay. 220. Không, dây mình thả bơm là dây màu đen kia. Còn dây này là của anh không mua ra. Ở đây thì mình sẽ thả lóng đen nha, cho nên mình sẽ giảm nó thành 34. Tại vì mình thả sâu chứ mình lên ống 34 là vừa đẹp rồi. Hồng ra của nó là 49 thôi, nhưng mình sẽ giảm thành 34, tại vì mình thả ở độ sâu là 9 mấy m lận ha. Như ống đen như bên kia thôi. Nói chung là ống 34 là ok rồi, thoải mái rồi, chứ không cần phải ống lớn hơn. Tại vì thả sâu ví dụ ống 42, 49 thì nó nặng nước, không nặng máy. Ống 34 là mình nghĩ là thoải mái. Và ở trong cái máy này nó có một cái lúp B ở một chiều trong rồi nha. Lúp B một chiều này nó hay một cái á, là chỉ cần để khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau nó sẽ rút nước xuống từ từ, chứ nó không đóng kín hẳn luôn, mọi người hiểu không? Nó sẽ ngăn cái trường hợp mà tắt máy một phát là nước nó dồi ngược lại cái quạt á. Cái này bảo hành tới 24 tháng nha mọi người. Chiếc cáp ống chuẩn bị thả. Máy bơm. Giờ xuống thôi. Dây điện nè. Ok rồi, giờ xuống thôi. Không cầm máy quay nên quay có đoạn nha. Giờ thả rồi. Thả xong bắt đầu quay tiếp.
Cái củ nóng này là 100 mét không? 100 hả? Sau này đo như kiểu là có 99 mét thôi nhỉ? Mình sẽ chạy cột bằng dây điện nha. Coi chừng rớt con thì hưu này. Coi chừng rớt. Mã tiểu làm choáng cái màn hình luôn trời. Cột bằng dây điện cho mình không quấn muỗng keo nha. Cột bằng dây điện nó sẽ chắc hơn dây rút luôn á. Dây rút một thời gian nó sẽ bị... Nó sẽ... Đéo như cái làm dây rút ngon hơn đấy. Đâu, dây rút nó dễ chủ nước nó nhân mục hơn. Dây điện này là bền nhất luôn đấy. Thế luôn kéo lên, giờ mình xuống thôi nhá, không quay được nữa. Thả được cuốn dây điện của mình đem theo là 100 mét. Dây cáp của 100 mét, ống của 100 mét. Thả gần hết rồi ha. Đã, không mệt ở đây, thả không mệt. Mình thả bình thường. Nhưng mà tèo nó keo cũng nó mệt. Thả xong rồi nha, mình đang để 80 mét để bơm thử. Bơm xuống cái hồ này này. Cái hồ này. Có. Bơm xuống. Có con kia. Ném. Mí ném mình gì không tròn chết luôn. Ném này nằm đây chú lỡ, sẵn cái đầu xuống. Thằng ác thật đấy. Điện bơm thử. Bơm thử nha. Đang ở độ sâu là 85 mét. Mới đấu thử ra xíu nữa. Phải đấu vô cái tủ này này. Tủ điều khiển từ xa này này nha. Còn ở đây là mình chỉ đấu tạm vô đó để lấy nước thử thôi. Quan trọng là nó hụt nước hay không. Bây giờ nó cứ vậy hoài luôn là nhất chú đấy. Dạ. Bấm giờ đi anh. Giếng mới khoan nha, giếng đá nha. Nước lên như vậy để xíu nữa khoảng nó có bị hụt hay không. Mát nước mát lắm Văn Bình. Cái này là bao nhiêu mét rồi? Mấy mấy mét hết xuống rồi. 8 mấy ta? 87 88 mét rồi đó. Tâm đúng rồi. Hết cả cuộn ống này là 100 mét đúng không? Còn đây tầm 97 mét rồi. 97 hả? Dây của mình còn 12 mét mà. À. Tại vì đợi cho nó hút lắng á, tại vì nó còn lắng ở dưới này mà chung. Để cho nó chạy đi, bây giờ em đứng thử. Bơm bên kia thì cái tủ điều khiển bên kia nha. Bơm này thì bơm ở đây này, mới thả hôm qua thì có điều khiển riêng ở đây. Cái tủ cái bồ này chỉ điều khiển một con bơm này thôi. Ở đây thì mình nói là cái chức năng này thì đây là mất nước á, nó sẽ tắt bơm trong vòng mấy phút này, đúng không? Nó sẽ thải theo cái nước vàng vàng đỏ đỏ đó, cái lây đỏ đó. Còn cái hẹn giờ này á, cái timer này á là để hẹn cho anh thử, ví dụ giếng cấp nước không kịp đúng không? Thì bơm được 10 phút thì nó chạy khoảng 10 phút là nó tắt rồi mình cho nó chờ khoảng chừng 50 phút, 1 tiếng đi. Rồi nó chạy lại. À, ví dụ trường hợp nó chạy mà hụt nước á thì bắt đầu cái này nó bắt đầu tính ha, trong vòng 1 phút 2 phút gì đó tùy mình chỉnh nha. Đây, rồi mình cái kia nó không có nó sẽ tắt rồi xong. Vậy thôi giờ mình sẽ đấu theo kiểu làm qua cái bộ điều khiển từ xa cho chú đó nha. Ok nè. Chào chú. Bơm hai ngựa thả độ sâu 85 m này, nước ống 34 bán ra nhiêu đó. Bên kia là con bơm 3 HP thả ống thả 85 m luôn. Nước ra nhiều gấp 3 lần con này nha. Nhìn bên nó bắn mạnh lắm, đang gắn cái đồng hồ để mà đo nước thử bao nhiêu giờ, mỗi một giờ thôi. Để qua cho anh em coi bơm ba ngựa bơm nha. Này thì ống 34 này, thấy không? Ống 34 nha. Bên kia thì nước ra ào luôn. Giữa 2 HP và 3 HP nó khác nhau cái điểm đó. Bơm khỏe, bơm mạnh. Nước quan trọng là nước giếng cấp đủ hay không, này giờ bơm mà chưa có. À, ống ra tràn ống luôn. Gấp phải nói là gấp 3 lần bên kia đấy. Nghe hổ ào đấy, không thảm này. Thì qua cái tủ điện này, cái này thì điều khiển bằng sim này, đấy, gắn bằng sim nha. Điều khiển bằng sim bằng điện thoại hoặc qua app, qua sim tin nhắn của gọi nha. Cái này thì nó sẽ bù máy bơm, nó sẽ có cái relay trong cản, còn cái này là sẽ điều khiển từ xa cho cái máy tưới bên kia. Đó, ở đây toàn xài theo kiểu là hiện đại không à? Auto.
automatic. Đó. Kệ anh em, tí là mình gắn xong rồi mình test hết một loạt cho anh em coi, chứ bây giờ vừa quay vừa làm nó hơi khó, tại vì hôm nay không có đem máy quay, hơi buồn.